Có trường hợp nào sau khi được ban nghi lễ thần thánh tiên nhắc nhở chúng âm thân mà chúng âm thân đó bị quên và bị thập loại cô hồn lừa hay không ạ? Bây giờ vô đây á, thì con phải hiểu cơ bản này nè. Tánh Phật mượn thân tánh người có 16 thứ tánh. Cái tánh thánh á, giúp cho con sống nhân nghĩa, tánh tiên sắp con nhàn hạ, đừng có tu, đừng có làm cái gì đó. Rồi còn cái do cái tánh người nó tưởng này, cô hồn nó xúi con làm thì làm kia, là con làm theo cái đó là con chết đó. Thấy không? Con phải hiểu cái cơ bản này nè. Tiên thần thì thực nhân quả, con người là công cụ, tánh Phật thì điều khiển tánh người, do thánh á, điều khiển sống trong nhân nghĩa, tiên sống nhàn hạ đừng có tu, cô hồn xúi đủ thứ. Rồi con suy nghĩ con sống với cái nào nhiều là con là người đó, con người là thánh thiện là không chỗ đó, ăn thua. Nếu mà con mà cứ tưởng đủ thứ, tưởng lại, mấy ông chị nhào vô kêu con tưởng. Rồi con tưởng rồi con mới có chuyện này chuyện kia. Chứ không tiên biểu con sống nhàn hạ, mà con sống nhàn hạ đi con không làm gì hết. Cứ lo gia đình, lo tổ quốc đi, rồi ai dụ con được. Tại con không lo rồi con tưởng. Tưởng là ông nào kia cũng biểu con tưởng. Là con nó làm, nó sai là sai chỗ này. Mà đi sâu vô cái này thì nói cũng khó nói lắm. Để chừng nào giáo lý nó ra thì tự động cái việc giáo lý biết. Chứ nếu mà nói nguyên tắc là nói phải là nói cái sách mới có chứng. Nói ra phải có cái sách dở dẫn. Mà giờ sách nó chưa xuất bản không dám nói. Thấy không? Sách chừng nào xuất bản thì nó mạnh lắm. Tôi chỉ cho tôi thấy. Rồi câu hỏi tiếp đi.